Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Có lẽ là chúng ta đã cùng nhau đi qua những thương hiệu rất nổi tiếng đến từ những nước phương Tây hay là Nhật Bản. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một thương hiệu đến từ đất nước New Zealand. Đó chính là thương hiệu Pearl, một thương hiệu đã thành lập năm 1974. Và ngày hôm nay thì Thiên Hà Radio sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một cái chiếc âm ly phono rất là hay của thương hiệu này. Đó chính là Pearl Phono VP3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và quan sát kỹ hơn về dòng sản phẩm này nhé. Các bạn đang được quan sát một cái thiết kế trông rất là tinh tế và rất là đơn giản, toát lên một cái vẻ rất là sang trọng đến từ thương hiệu Pearl. Thì Pearl là một trong những cái thương hiệu audio rất là nổi tiếng tại New Zealand. Và kể từ sau năm 1974 thì chỉ sau 2 năm là năm 1976 thì hãng đã nhận được đơn đặt hàng từ nước Úc và sau đó đã phát triển ra thế giới rất là nhanh. Và đây cũng là một trong thương hiệu âm thanh có thể gọi là rất là lâu năm tại xứ sở New Zealand này. Và các bạn đã được nhìn thấy chiếc âm ly Pearl, âm ly Phono. Vẫn triết lý thiết kế đơn giản mà hiệu quả thì những sản phẩm của Pearl được thiết kế toát lên vẻ tinh tế và sang trọng với kích thước 3 chiều là 67 x 431 x 277mm và nặng 7,5kg. Mặt trước của phono này được chia làm hai phần, thì trong đó nửa trên là bằng kim loại và nửa dưới thì chứa toàn bộ các nút điều khiển cảm ứng tích hợp đèn LED. Thực ra cũng rất đơn giản, ở đây chúng ta sẽ có 4 nút cảm ứng và các bạn có thể chỉ cần chạm nhẹ vào là nó sẽ có tác dụng ngay. Ví dụ là mình chạm nhẹ vào phần MC là nó sẽ sáng, hoặc là MM. Đây là chọn chế độ cho cái phần đầu kim của các bạn, rất là dễ thôi. Còn đây là công tắc tắt bật, rất là hiện đại. Mặt trước thì được in logo. Đây chính là cái logo có biểu tượng là kiểu nhịp tim. Và đây là tên thương hiệu của hãng. Mình thấy là thiết kế này thì rất là đẹp, có lẽ cũng không có gì để chê cả. Nó rất là sang trọng. Và một cái đặc điểm hay là cái sự liền khối của cái thiết kế, bao gồm là một cái tấm nhôm lớn được làm liền mạch từ trên, sau đó phủ ra mặt trước với cái phần nóc máy rất là đẹp. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn về chi tiết này. Phần nóc máy được khắc chìm cái biểu tượng thương hiệu hình nhịp tim của hãng, cực kỳ đẹp. Và khi mà sờ vào chiếc máy này, mình có thể cảm nhận được cái mức độ cao cấp trong hoàn thiện của nó. Và ở bên cạnh là những cái phần rãnh thoát hơi để đảm bảo cho thiết bị luôn được thoáng mát khi hoạt động trong thời gian dài. Các kết nối và công tắc trực tiếp riêng biệt của Audian VP3 đảm bảo tiếng ồn tối thiểu và tách kênh tối đa với khả năng kết nối hai loại kim đồng thời và lựa chọn thuận tiện giữa kim MM hay MC ở mặt trước, MM hoặc là MC. Thiết bị có 4 cài đặt hệ số gain khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát phần song của chiếc máy này. Các bạn đang được quan sát phía đằng sau. Chúng ta có thể cài đặt các cái hệ số gain khác nhau ở đây. Cái này thì còn phụ thuộc vào cái phần đầu kim của các bạn, thì các bạn sẽ tham khảo thêm catalog để có thể nắm bắt cụ thể hơn về cái việc mà chọn cái gain cho đầu vào. Và ngoài ra, để chứng tỏ cái sự cao cấp của sản phẩm này, thì sản phẩm này cái đường output có hỗ trợ phần đầu ra sử dụng jack cắm XLR hay là cổng ba lăng. Đây là một trong cái mà chỉ có những cái phono có chất lượng cao hoặc là nhắm tới cái phân khúc cao cấp thì mới có cái cổng XLR output như thế này. Nhưng mà giá của dòng sản phẩm này thì theo mình lại có một mức giá mà thấp đáng là ngạc nhiên, khi nó chỉ có giá khoảng tầm là 19.800.000 đồng đang được bán tại Thiên Hà Audio mà lại được trang bị rất là nhiều các cái tính năng cao cấp như vậy. Ngoại hình thì hết sức là sang trọng, gia công thì cao cấp mà lại có đường ra XLR, cũng như là có khả năng tùy biến rất cao khi các bạn có thể chỉnh được 4 mức độ gain đầu vào. Rất là ấn tượng. Bên trong máy thì là những linh kiện thật là tốt, như là biến áp hình xuyến Toradine chất lượng, tụ lọc nguồn tốt,
bố trí mạch tối ưu phần nguồn tách biệt với phần tiền khuếch đại để giảm ồn nhiễu, trong khi tầng da thì được bố trí đối xứng để cho tách kênh tốt hơn và âm thanh cũng chi tiết hơn. Và sản phẩm này thì đang có giá bán là 19.800.000 đồng tại Thiên Hà Audio. Mình nghĩ với mức giá như vậy, có lẽ hầu hết người dùng sẽ ngạc nhiên khi chúng ta được một cái dòng sản phẩm mà mới thoạt nhìn qua chúng ta nghĩ là nó phải tối thiểu là vài chục triệu. Và bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng khám phá âm thanh của dòng sản phẩm này. Ở đây mình đang có một bộ mâm đĩa than cao cấp. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nghe thử, mình đã kết nối sẵn rồi. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes up when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. Rằng là âm thanh được phân tách cực kỳ chi tiết và tiếng nghe rất là sạch. Có thể đấy là do chất lượng của mâm đĩa than này cực kỳ tốt, nhưng mà để có được âm thanh như vậy cũng phải nhờ đến công rất lớn của Preamply Phono Pro VP3. Mình nghĩ đây là một cái Preamply Phono rất là đáng tiền, và thực sự mình cũng không nghĩ là dòng sản phẩm này lại có mức giá loanh quanh khoảng 20 triệu như vậy. Và mình nghĩ là nó ở một cái mức giá đắt hơn. Và mình tin chắc rằng nếu mà không được nhìn thấy cái Preamply Phono này mà chỉ nghe âm thanh của nó phát ra, thì mình nghĩ là rất là nhiều người là nhầm tưởng là đang nghe một cái Preamply với giá trị đắt hơn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio ngày hôm nay. Và để được biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như để được nhận sự tư vấn trực tiếp, thì quý vị hãy đến số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội để chúng ta cùng tìm hiểu sản phẩm này kỹ hơn nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.